Mọi khi phần 1 tóm tắt lý thuyết cho thầy. Con nhìn nhá. Phần 1 nhỏ chính là bất đẳng thức tam giác. Bất đẳng thức tam giác là gì? Các con nhìn. Trên bảng thầy có hai tam giác. Một tam giác màu vàng, một tam giác màu xanh. Bây giờ thầy sẽ dùng một thước thẳng. Các con vẽ vào trong vở thầy một tam giác bất kỳ thôi. Dùng thước bất kỳ nhá, vẽ bất kỳ nhá, vẽ luôn vào vở thầy. Dùng thước thẳng đo độ dài các cạnh. Thầy sẽ đo xem cạnh AB bằng bao nhiêu. Cạnh AC bằng bao nhiêu? Cạnh BC bằng bao nhiêu? Trên đỉnh vẽ của thầy, thầy đo AB được 27 cm. Đo AC bằng 35 cm. Đo BC được 36 cm. Và chắc chắn thầy sẽ có cái cạnh dài nhất này, cạnh BC luôn nhỏ hơn hai cái cạnh AB cộng AC.